Thì tính là thử thách anh Hải ăn hết ăn hết cái số cánh gà này, 2 kg cánh gà. Thì hôm nay là mình sẽ tổ chức một cuộc thi đá bóng dành cho các bạn nhỏ ở xóm mình. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sắm Gì TV. Xin chào cả nhà. Kế bên mình vẫn là anh Hải. Thì buổi chiều hôm nay tiếp tục với chương trình ẩm thực độc lạ, thì Huy sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị một cái món tiếp theo, đó là món cánh gà nướng cây chuối nha. Hôm nay Huy mua 2 kg cánh gà và Huy tính là thử thách anh Hải ăn hết ăn hết cái số cánh gà này, 2 kg cánh gà. Thì sao? Em ví dụ như em thử thách ăn cay rồi, em còn cố gắng chịu đựng được. Còn nếu như mà ăn nhiều thì mình không có ăn nhiều được cả nhà. Mình thì rồi đó tới giờ rồi, mình không có ăn được nhiều, mình ăn thì chỉ ít thôi, ăn cơm gì. Ngừng ký được không? Ký ăn không nổi. Cái không nổi luôn hả? Các bạn trẻ hàng xóm qua trợ giúp thì may ra thì hết. Chứ nếu như mà hai anh em mình ăn hết thì anh nghĩ ăn mà ăn nhiều thì mình ăn không nhiều được cả nhà. Mình chỉ ăn được thì đại chiến cánh gà cả nhà, đại chiến cánh gà đây. Thì vẫn như thường lệ thì Huy sẽ ướp cánh gà này với lại sa tế nha, ướp siêu cay đấy, siêu cay cho nó ngon. Rồi bây giờ mà mình không có làm màu sắc gì thì nó cũng hơi kỳ, mà mình thích làm đơn giản thôi. Thì vẫn tiếp tục với cây chuối. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên phần cây chuối để chúng ta cắm số cánh gà này vào bên trong cây chuối nha. Okay. Thì bây giờ là Huy với anh Hải sẽ cắm cái phần cánh gà này vào bên trong cây chuối nha. Bây giờ anh cắm xuống hay cắm lên? Thì anh sẽ cắm vô. Anh cắm cái mặt của cái cánh gà nó quay ra. Đấy đó. Không ăn thua vậy. Cánh gà thì Huy cũng đã gắn xong vào cái chuối rồi. Bây giờ là mình quét sa tế lên nha. Đây là cái sốt sa tế của Huy. Đây, sa tế thì mình chỉ là mua cái chai sa tế và chợ về mình quét lên thôi. Không có pha gia vị gì cho nó nhiều. Đấy, lên cái là nó lên màu rất là đẹp. Wow. Giống như món hôm bữa anh ơi. Nhưng mà em chắc là không giòn. Em nghĩ là nó sẽ không giòn. Nên là bách hoa xanh họ bán cái sa tế này, họ làm trước đường cũng tiện nhiều không? Dạ. Anh có tên em ăn hết này được không? Chắc là không. Không, 2 kg cánh gà thì em ăn được anh. Còn mà tầm 5 kg thì hơi khó. Đối với em thì chắc được, nhưng mà tại vì em không ăn gà nhiều. Em này em cử gà cử vịt hả? Cử gà cử vịt. Nhưng mà ăn thì mình vẫn ăn được thôi, nhưng mà ăn ít, không dám ăn nhiều, nhiều thì nó no hả? No. Ok, bây giờ mình đem qua đó đi. Đây. Nhưng cái này là em nghĩ là không rớt đâu. Anh thấy cái độ xiên của nó không? Nó xiên, nó không có thẳng, đúng không? Cây kia thì nó thấp quá. Chắc có lẽ tập tiếp theo tới phiên nướng cây sắt quá cả nhà. Tại chuối nữa. Cho tới cái lớp gần cuối cùng rồi. Thơm ghê nữa. Mình làm cái này thì nó cũng tốn thiệt đó hơn, tốn chi phí thiệt, nhưng mà bây giờ lỡ không rồi. Có làm thì cũng khó, lỡ không, làm tập là sau anh nói chuyện cho cây sắt luôn rồi, nói thiệt cho cây sắt là mình cột sao cột thì mình lấy sợi kẽm, bây giờ là kẽm
em cứng thì em lưới mơ mơ nè, mình quắn ngang qua em thành nó kê lượng quắn mơ mơ qua em kiểu nó thành hai cái chọt rồi, y như là hai thay như thế hai cái này. Mình rửa sạch, mình cột xong mình rửa sạch lần nữa cho người ta xem là mình đã rửa. Mình chọt vô kiểm hả? Lấy móc đồ hả? Cái kiểm sắt thứ gì. Cái này mình nướng mật ong cũng ngon lắm anh. Bữa mai mốt em thử em làm cái gì em nướng mật ong thử sao. Bữa sau làm rượu đào. Đúng rồi, bữa sau làm rượu đào. Rượu đào rồi mật ong này, cái mật ong mà em bán anh. Mật ong em bán thì nó nguyên chất luôn. Là mật ong rừng luôn. Đó giờ em chưa bao giờ mà sử dụng mật ong rừng nguyên chất để em nướng thịt nữa. Hôm bữa là em nhận của cái anh mà dưới biển anh Cung á. Em nhận của ảnh là anh bắt được 1.5 lít, em đem về rồi xong em đăng thử cho bà con mua. Một phát một mua hết luôn. Mua hết luôn. Bao nhiêu lít? Bao nhiêu lít? Lúc em lấy về là 1.5 lít. Lần đầu em lấy là 1 lít là về là có người nhà mua. Rồi xong hôm kia qua là em đem về 1.5 lít nữa. Thì hy vọng rằng là mai mốt mà anh có thì em lại lấy về em bán. Thì mọi người cứ ai mà có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại của mình rồi xong mình xem nếu mà còn thì mình sẽ chia sẻ và ship cho tất cả mọi người sử dụng. Tốt cho sức khỏe mình. Đóng chưa? 3, 2, 1. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với đội bóng Hiếu Nhi. Bắt đầu tính rồi. Tự giới thiệu về mình đây, Tự giới thiệu về mình coi. Đây, bạn nhỏ này, bạn nhỏ tên gì? Nói đây, con tên gì? Con tên là Năng. Con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 2, năm nay lên lớp 3. Rồi, okay. Đây, tiếp theo. Con tên Giang, năm nay con 9 tuổi, con học lớp 3, năm nay lên lớp 3. Con đứng hàng quen chưa? Năm nay con lên lớp 4. Lớp 4 là sao bự dữ vậy? Tiếp theo, Như đúng không? Như, năm nay lên lớp 7. Thì hôm nay là mình sẽ tổ chức một cuộc thi đá bóng dành cho các bạn nhỏ ở xóm mình. Nếu mà ai mà đá trúng cái cây đây này mọi người. Đây, trái bóng sẽ được đặt ở chỗ này gần cách cái tâm điểm là khoảng 1 mét. Rồi mỗi bạn nhỏ sẽ được đá 3 lần. 2 lần. 5 lần. 3 lần. 5 lần. Bây giờ mỗi bạn nhỏ sẽ được đá 3 lần nha các bạn. Mỗi bạn nhỏ sẽ được đá 3 lần. Nếu như mà từ đây tới đây mà đá trúng cái cây thôi. Miễn sao trúng cái cây là được. Không cần ngã đâu nha. Không cần ngã. Bạn nhỏ nào mà đá trúng á thì sẽ được thưởng thức món cánh gà nướng cái chuối nha. Ok không? Ok. Chơi nha. Còn ai mà đá đặt thì sẽ được một phần thưởng, đó là ngồi nhìn mấy bạn còn lại ăn. Ok. Ok, chịu chưa? Rồi, bạn nào đá trước? Rồi, bạn nào sẽ được đá trước này, chuẩn bị chưa? Rồi. Rồi, các bạn còn lại đứng hai bên để cổ vũ này. Chị nha. Chuẩn bị chưa? Bây di chuyển luôn anh. Chuẩn bị. 1 2 3 shoot. Chưa đúng. Rồi, chuẩn bị nha, đây bây giờ là pha bóng tiếp theo. Đập ra. Sát sao một chút xíu nữa là trúng rồi, cố lên. Đây là lần đá cuối cùng này, từ, nhắm chuẩn, từ, bình tĩnh, đừng khóc đi. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, shoot. Sao Ngân? Thôi bây giờ cho Ngân lại một lần tiếp đi, tại Ngân nhỏ nhất, cho Ngân đá thêm một lần nữa đi. Cho Ngân đá thêm một lần nữa đi. Ngăn nhỏ nhất mà ưu tiên cho ngăn đi. Tặng thêm 2 lượt luôn. Tặng thêm cái ngăn nó 2 lượt đá luôn nha. Để mình quay cái cây còn. Đó, ok. Rồi, xong. Thì cái ngăn nó cũng đã trúng được mục tiêu rồi nha. Rồi một thí sinh đã thắng thì bước qua một bên. Tiếp theo ai? Đang hả? Rồi đang cho đây. 3 lần nha. 3 lần trúng nha. 1 2 3. Sao như vậy? Sức mạnh như vậy. Đó, từ từ thôi chứ. Ngăn ra phía sau đứng chú đứng này có gì là lượm banh cho bạn. Nhắm chuẩn nha. 1 2 đặt lắp rồi xong. 2 lần còn một lần cuối cùng. Đã nhắm từ từ thôi. Thôi hư cho bạn mỗi bạn đá 5 lần đi. Vậy là thôi lỡ rồi mỗi bạn sẽ được đá 5 lần luôn nha mọi người. Cái bài này cũng hơi khó đó, khó đối với những bạn nhỏ. Thông cảm cho chăm chứng thêm 2 lần luôn. Suốt. Yeah. Ủa sao tại sao nó đá lần thứ 4 nó là trúng ta? Ra xong rồi. Bây
giờ là hai bạn nhỏ đã Trang thành công. Trang ra đây này, có gì Trang lùm bóng quăng cho các bạn. Bây giờ là pha đá tiếp theo. Pha đá tiếp theo của Hân chưa nha, chưa nha, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị 1 2 3 sút. Trật lắc. Trật lắc rồi. Tiếp. Chuẩn bị 1 2. Đó, mới lần thứ hai là Hân đá trúng luôn rồi. À, bây giờ Bí Như sẽ đá như là chị của Hân nha. Rồi chuẩn bị như đó. Sút 1 2 3. Trật lắc. Rồi còn 4 lần nữa nhiều lắm, tự tin luôn. Cánh gà đang chờ. Cánh gà sắp cháy rồi. Đúng rồi. Chưa. Đúng là ta có trọng tài trúng đi văng đây mà. Trúng văng là hả? Ủa sao đơn giản như vậy? Rồi tới lượt anh Hải nha cả nhà. 1 2 3 sút. Chặt lắm. Anh Hải còn hai lượt nữa. Người lớn thì chỉ có là 3 lượt thôi. Để từ. Rồi tới giờ lần thứ 3. Chặt luôn. Chặt rồi. Rất là hợp. Đúng là thu mấy cái nhỏ luôn. Lần cuối cùng nếu mà chặt là coi như là xong luôn, là hiểu rồi đó. Ăn mừng. Rồi cuối cùng thì tất cả chúng ta đều chiến thắng. Rất tiếc là không có bạn nhỏ nào thất bại để đại diện Hưng nhận và bóng vàng. Đây. Đây rất dễ thương các bạn, một bạn. Hưng nghĩ sao về cái trò chơi rồi, Hưng cảm thấy như thế nào? Có tự tin khi mà mình đá tới lần thứ tư mới được gì không? Dạ. À, sao? Thì cảm nhận như thế nào? Cảm thấy vui muốn chết lắm. Rồi thôi bây giờ chúng ta qua bên bước. Rồi thì đây đội bóng của chúng ta với ông trọng tài bắt chính hôm nay là ông Nguyễn Khắc Hải các bạn ạ. Đây bây giờ ông Nguyễn Khắc Hải tuyên bố lý do rồi tại sao được ăn gà, rồi ai đá hay nhất rồi đấy. Thì nếu nói về đá hay thì chắc có lẽ bạn như là người mình cảm thấy là đá xuất sắc nhất cả nhà, và cũng không thể nào thiếu được bạn Hân là người đá dở nhất với 4 lần. Chứ gì nữa, Hân đá 4 lần mới trúng 2 lần đâu phải không, 2 4. À chắc có lẽ nhiều khi mình cầm máy mình nhầm. Đây hai bạn này mới 4 lần nè. Hai bạn được ưu tiên nhất đó nha. Rồi bạn ngăn sẽ là người đầu tiên thưởng thức cái món cánh gà này. Mỗi người một cái luôn. Mỗi người một cái, cầm lên. Rồi mỗi người lấy một cái đi. Hôm nay thì Huy tổ chức thi và làm một cái món ăn, đó là món cánh gà nướng trên cây chuối, để coi như là một cái phần quà nhỏ nhỏ dành cho các bạn nhỏ trong cái dịp hè này. Thì nghỉ hè rồi thì mấy bạn cũng không có những cái trò chơi gì vui, thì Huy cũng tổ chức cho mấy bạn có thêm cái tinh thần nha. Rồi bây giờ các bạn mời cô chú cùng ăn với con. À, mời cô chú đây. Con mời cô chú đến bán cho ăn. Rồi ăn đi. Rồi 1 2 3 vớt. Ăn thoải mái tự nhiên nha, đừng có ngại nha. Wow, ăn chấm gì vậy? À, cái chén mắm mè cả nhà. Wow. Nói chung là chén mắm mè này thì rất là keo luôn, còn cái nguyên liệu ở trong á thì mình cũng không biết nữa, tại vì Huy đâu. Mình không có đâu. Sao Huy từ hơn có thể cảm nhận như thế nào về cái món gà nướng cây chuối này? Hả? Sao hơn? Ngon cay. Cay là tại vì Huy ngăn lộn. Sao mình đi ta, mình mới kết tiền có mũi ba mà. Tại mà sao Hưng đừng có chấm ớt. Hả? Mà sấy thấy ăn cái món này được không? Được. Còn ăn? Ngon. Giòn. Nó hơi cay. Hơi cay. Rồi sao nữa? Ừ. Đã quá là không biết nói sao. Không nhớ nha. Sao? Thì thấy nó cay, thịt nó ngọt, nó cũng hơi giòn, cũng hơi cay. Hơi giòn rồi hơi cay. Trang sao Trang? Trang sao? Dạ, thịt nó hơi cay cay, nó béo. Giờ chấm với mắm mè nó ngon. Nó ngon. Mắm mè nó chua chua ngon chấm. À, vậy là chấm với mắm mè đúng không? Đây, chấm mắm mè đây. Wow. Rồi, ngon chấm miếng ngon coi. Sợ cay hơn không? Đâu có cay đâu. Wow. Wow, ăn gà đã không?
Cái đợt này là các bạn được nghỉ hè tới tới khi nào mới đi học lại biết chưa? Chừng nào mới đi học lại? Dạ cô. 20 tháng 8 thì sao? 20 tháng 8 mới đi học lại. Còn Hân cũng vậy hay sao? Sao không biết? Phải biết chứ. Biết ăn rồi đúng không? Còn Ngăn, khi nào Ngăn đi học lại? Tháng 8. Để bắt mạch cho thử Ngăn học trường nào qua. Hình như Ngăn học trường La Chữ phải không? Cơ sở 2. Mà La Chữ đúng không? Chú bắt mạch là chú biết Ngăn học trường nào liền. Ôi, ngon quá mọi người. Nhìn mấy đứa ăn thì rất là thèm luôn. Thì không biết cái vị nó như thế nào. Để mình thưởng thức thử nha. Mời cả nhà nha. Ê, bà không có cái à? Thơm không? Thơm nó cây cây dai. Điều là mình phải chấm với nước chấm nữa thì ăn nó mới ngon, nó thấm bên trong. Cái này thì mình tẩm cái gia vị ở bên ngoài á, mình chỉ là quét lên thôi. Cho nên là nó không có vị nó thấm ở bên trong đâu. Mấy bạn trẻ nãy giờ ăn mà mấy bạn trẻ không biết. Mấy bạn trẻ biết cái tập đây là tập thế nào không? Tập cuối cùng cây chuối đó. Tập tiếp theo là cây sắt rồi đó. Các bạn ăn đi. Wow. Cây hả? Chiều mai các bạn trẻ có làm gì không? Dạ không. Hả? Dạ. Chiều mai chú Huy làm heo quay á. Nhớ quay nha. Nãy chú nghe chú Huy đặt một con heo quay rồi đó. Chiều mai nhớ quả là chắc giờ không qua, còn hả? Thì giờ cái đó để chú hỏi lại chú Huy rồi chú chắc nói cho. Chắc cũng tầm tầm giờ này đúng không? Chắc cũng vậy. Ngon quá. Ăn nhớ đừng ăn cái chuối nha. Hơn giờ là học được học sinh tiên tiến hay học sinh giỏi không? Hơn. Con học sinh xuất sắc. Học sinh xuất sắc. Còn ngon. Học sinh xuất sắc. Xuất luôn. Xuất sắc không? Được. Dạ. Dạ được học sinh giỏi là không được xuất sắc đâu. Trang. Học sinh xuất sắc. Wow. Chứ giỏi vậy ta. Ở em mà cỡ này chắc em học dở. Em học sinh giỏi không ạ? Ở cấp 1 em học sinh giỏi hết đó chứ. Qua cấp 2 bắt đầu là tiên tiến hết. Sau lên cấp 3 là trung bình hết luôn. Thì về thì thường mình hãy có những cái trò chơi hoặc là những cái buổi đi tắm sông, tắm mương. Nhưng mà mấy đứa đừng tắm sông tắm mương nha. Ở nhà chơi. Chưa hiểu. Kêu ba mẹ chở đi du lịch, đi vườn trái cây rồi á, đi Đà Lạt tắm biển rồi á. Tắm biển. Ừ. Bé Trang với bé Ngân có từng đi Đà Lạt tắm biển chưa? Ừ. Hả? Chưa. Con đi Đà Lạt rồi nhưng mà không có tắm biển. À. Chỉ tắm biển ở tỉnh này thôi. Tại vì Đà Lạt đâu có biển đâu. Chắc là để mấy đứa nó ăn rồi xong là Huy sẽ kết thúc video tại đây luôn. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của Huy nha. Thì không gì hơn chúc tất cả cô chú anh chị, mấy đứa chúc cô chú anh chị coi. Bạn nào xung phong? Bạn nào xung phong đại diện nè. Bạn nào xung phong? Giơ tay lên. Bạn xung phong lên chúc các cô chú, các bác, các ông, các bà. Trang xung phong đi. Trang đi. Chúc cô chú này 1, 2, 3. Dạ con chúc các cô bác chú thật nhiều sức khỏe và làm thành công cho công việc. Thì bây giờ chắc là Huy cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye bye. Bye bye. Nhớ đâu. Ăn vô. Không ăn quên máy bay luôn mà. Bữa nãy mà đá trật một cái là xong rồi. Là đứng nhìn rồi. Đứng nhìn nãy giờ rồi. Em đá rồi cho Huy hàng. Thôi đi.